cậu anh đi. Hiện tại đang là 10 giờ trưa ngày 22 tháng 9 năm 2019, thì chúng tôi là đang có mặt tại nhà chú Hùng tại số nhà 21 đường Phan Chu Trinh, thành phố Lào Cai. Đây. Vâng. Thì vừa lắp xong nhà chú bộ cuốn thư câu đố, trước chú đã xuống đặt cửa sổ 8. Bộ này là bằng chất liệu gỗ Mita, có kích thước 1m97. Đây là không gian phòng thờ nhà chú ấy. Đấy, đây trên màn hình là hình ảnh chú. Đấy, chú Hùng chủ nhà đây. Rất cảm ơn chú đã tin tưởng và sử dụng và xuống tận cơ sở để đặt hàng. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Táng, số điện thoại là 0987 510 086, địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây là bộ cuốn thư câu đối bằng chất liệu gỗ Mita và được chạm phượng, hay còn gọi là hồng chỉ đấy, giữa là ba chữ Đức Lưu Quang, còn hai bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh, một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Rất cảm ơn chú Hùng nhé. Xin cảm ơn đồ gỗ Tùng Táng. Vâng.